Em ghi bài này. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sang một cái chương mới của học kỳ 2 toán lớp 10. Đấy, chương này là chương về bất đẳng thức, bất phương trình. Thế thầy nhá, chúng ta sẽ học thành một cái chuyên đề. Chuyên đề bất đẳng thức. Bất đẳng thức này, bất phương trình. Chương này thì các bạn sẽ được học rất nhiều công cụ rất là hay, rất là hữu ích cho mình. Đấy, trước thầy có hồi xưa nếu bạn nào học hồi lớp cấp 2 học đấy thì thầy có bảo là lên cấp 3 các bạn có một số công cụ giải bất phương trình rất là nhanh. Rất là nhanh luôn. Hồi xưa mình giải vì chia trường hợp các kiểu ra rất là lằng nhằng. Thế là nếu chúng ta học đến chương này, chúng ta có rất nhiều cái công cụ để giải cực kỳ hữu hiệu luôn. Kia thầy này. Cái chủ đề đầu tiên, chủ đề 1. Chủ đề 1 chúng ta nói về bất đẳng thức. Chủ đề 1 chúng ta sẽ nói về bất đẳng thức. Bất đẳng thức thực ra là các em đã được được tiếp xúc từ hồi trước rồi. Thì các lớp dưới chúng ta được tiếp xúc rồi. Thậm chí bạn nào mà được học ở những cái học đội tuyển ấy, đội tuyển toán thì các em làm việc bất đẳng thức rất là nhiều luôn. Nó ghi lại phần thứ nhất này, lý thuyết. Đấy, trước thì bạn nào cấp 2 mà biết bất đẳng thức thì đa phần là được học qua những bài nâng cao của đội tuyển. Thế nhưng giờ là lên cấp 3, lớp 10 này, bất đẳng thức đưa hẳn vào trong chương trình học. Tức là giờ các bạn có hẳn công cụ đấy để giải luôn. Chứ không phải là hồi xưa là muốn chứng minh, muốn dùng cái gì đấy là phải chứng minh lại. Giờ không cần nữa nhá. Chúng ta được sử dụng luôn. Đấy, phần thứ nhất là lý thuyết này. Nào, ghi thầy. Đầu tiên là một nhỏ định nghĩa. Ta hãy xem bất đẳng thức là như nào. Kia thầy này cho AB đấy là hai số thực. Là hai số thực. Xuống sau này, các mệnh đề này A lớn hơn B. Đấy, A nhỏ hơn B. Hoặc là gì đấy? A lớn hơn hoặc bằng B. A nhỏ hơn hoặc bằng B. Đấy, các cái mệnh đề này, mình cứ gọi chung là bất đẳng thức. Gọi là các bất đẳng thức. Đấy. Bình thường là A bằng B sẽ là đẳng thức đúng không? Thế vậy cái dấu đấy cứ không phải là dấu bằng. Thì nó sẽ gọi chung là gì? Bất đẳng thức. Được chưa nào? Gọi là bất đẳng thức nhá. Ý thứ hai, chứng minh bất đẳng thức. Để ghi tắt này, chứng minh bất đẳng thức là đấy, là chứng minh cái bất đẳng thức đó đúng. Đấy, cái việc đi chứng minh bất đẳng thức là chứng minh cái bất đẳng thức đó đúng, hay là cái mệnh đề đó là mệnh đề đúng các bạn nhá, hay là chứng minh mệnh đề là đúng. Được chưa? Và cái AB này chúng ta có thể mở rộng hoàn toàn AB không chỉ là các con số. Được chưa? AB của mình ở đây nó có thể là hoàn toàn là các cái biểu thức chứa biến. Đấy, nó có thể là các biểu thức chứa biến. Thì lúc này bạn sẽ ra các cái mệnh đề tương ứng. Ví dụ là A lớn hơn B này. Đấy, A nhỏ hơn B. Đấy, thầy ghi những cái kia vào trong ngoặc nhé. Hoặc là A lớn hơn bằng B. Hoặc là A nhỏ hơn bằng B. Thì đây là, mình hiểu đây là các mệnh đề chứa biến. Và đây cũng sẽ là các cái bất đẳng thức các em nhé. Tuy nhiên là bất đẳng thức này là bất đẳng thức chứa biến. Được chưa? Đây mình cũng sẽ là các bất đẳng thức, nhưng bất đẳng thức chứa biến. Rồi. Ok, đấy là thứ nhất là về định nghĩa nha. Định nghĩa về bất đẳng thức. Bây giờ thầy sang phần 2 nhỏ. Hai nhỏ, chúng ta sẽ nói với các cái tính chất. Tính chất của bất đẳng thức.
Đây giờ các bạn giúp thầy kẻ một cái bảng trong vở nha, kẻ một cái bảng. Thầy cứ kẻ tạm bằng này nha, nếu thiếu thì thầy sẽ kẻ thêm. Đây, cứ kè bằng này trước đã nhá. Thứ nhất là đây sẽ ghi là tính chất. Tính chất. Ở đây là mình sẽ có một cột là điều kiện. Đấy, điều kiện để áp dụng được cái tính chất này. Ở bên này thì là nội dung của tính chất. Bên này sẽ là tên gọi. Đấy, xem cái tính chất đấy có tên gọi là gì. Yeah. Tính chất thứ nhất này. Đó là chúng ta nếu chúng ta có, nếu A lớn B đấy, và mình có lại gì B lớn hơn C, thì lúc này bạn sẽ suy ra A lớn hơn C. Được chưa? Tính chất này thì không có điều kiện gì cả. Tên gọi cái này là tính chất bắc cầu. Được chưa? Tính chất đây là tính chất bắc cầu. Đấy, xong một cái. Để đây. Được chưa? Tính chất thứ hai này. Nếu mình đang có là A nhỏ hơn B, à, nếu đang có bất đẳng thức này, thì nếu thầy cộng với hai vế cùng với một số nữa hay một lượng thì đấy A cộng C sẽ vẫn nhỏ hơn B cộng với C. Nhớ là hai vế cùng cộng thêm với C vậy nhá. Đấy, thì bất đẳng thức nó giữ nguyên cái chiều đấy, nó không thay thay đổi. Được chưa? Cái tính chất này là gì? Mình cộng hai vế của bất đẳng thức với cùng một số. Được chưa? Cộng hai vế có bất đẳng thức với cùng một số. Đó. Cái thứ ba. Nếu thầy có cũng A nhỏ hơn B. Đấy. Đây chỉ là bất đẳng thức gọi là mẫu thôi nhá. Hoàn toàn cái dấu có thể thay đổi thì lúc ấy bạn sẽ điều chỉnh lại sau. Nào, tương đương này. Thầy có A nhân với C. Bên này cũng B nhân C. Nếu mà thầy giữ nguyên cái chiều này. Đấy, thầy giữ nguyên cái chiều này. Tức là hai vế cùng nhân thêm với C vậy nhá, bạn hình dung này. Chúng ta học cái này tính chất hồi lớp 8 rồi. Nếu hai vế có bất đẳng thức cùng nhân với một số C mà đi là giữ nguyên cái chiều thì hiển nhiên cái C này phải là số dương các bạn nhá. C phải là số dương thì nó mới giữ nguyên chiều chứ. Đúng không? Hay thầy có một cái đi cùng với nó đó là gì? A nhỏ hơn B. Và thầy tương đương là gì? A nhân C lại lớn hơn B nhân C, tức là bất đẳng thức đảo chiều thì khi C của mình là gì? Nhỏ hơn 0. Đấy thì các bạn lưu ý là hai cái này nó sẽ đi một cặp với nhau. Và nó sẽ có điều kiện các bạn nhá. Đấy, tức là nhân số dương thì làm sao? Bất đẳng thức giữ nguyên chiều. Còn nếu nhân số âm thì bất đẳng thức sẽ đảo chiều lại. Được chưa? Đấy thì thầy ghi cùng một cái ô là nhân hai vế của bất đẳng thức với một số các không nhá. Đấy thì nhớ là dương thì giữ nguyên chiều, âm thì đảo chiều. Tiếp theo nữa mình có này, ví dụ có A nhỏ hơn B. Đấy, và mình có gì? Bất đẳng thức nữa là C nhỏ hơn D. Lúc này thầy có thể cộng vế với vế vào. Tức là vế trái cộng vế trái là A cộng C sẽ nhỏ hơn là B cộng D. Đấy, mình hiểu đây là gì? Cộng vế của hai cái bất đẳng thức cùng chiều. Nhớ là hai thằng phải cùng chiều các em nhé. Đấy, các chiều là không cộng được vậy đâu. Cái này thì không cần điều kiện gì cả nhá. Không cần điều kiện. Rồi. Tính chất tiếp theo này. Mình có A nhỏ hơn B và C nhỏ hơn D. Đấy, lúc này ta suy ra A nhân C sẽ nhỏ hơn B nhân D. Đấy, cái này đúng khi nào? Đấy, cái này nó sẽ đúng khi nhá. Cái này chắc chắn đúng khi là A với C dương. A lớn 0 và C lớn 0 tức là gì? Tất cả khi A lớn 0, C lớn 0 thì hiển nhiên cái thằng là B, D cũng lớn hơn hết. Bởi vì B là chỉ lớn hơn A mà. D lớn hơn C. Đó, thế đây mình sẽ nhân hai nhân vế của hai bất đẳng thức cùng chiều. Nhưng mà cùng chiều nó phải cùng dương nữa cơ. Đây, ghi ở đây là nhân
nhân vế của hai cái bất đẳng thức cùng chiều. Nha. Đấy, ngoài việc cùng chiều ra nó còn phải cùng dương. Đấy, cùng dương các bạn đã được phép nhân, chứ còn âm thì đừng có mà nhân, hỏng đấy. Đấy, nhân mà âm là bạn hỏng. Cái tiếp theo. Nếu mà thầy có cái bất đẳng thức là A nhỏ hơn B. A nhỏ hơn B. Lúc này thầy sẽ tiến hành thầy lũy thừa lên. Đấy, thì tương đương này. A mũ 2N cộng 1 sẽ nhỏ hơn B mũ 2N cộng 1. Tức là đây là gì? Số mũ là mũ lẻ các bạn nhé. Đấy, cái này là lũy thừa mũ lẻ. Đấy thì là gì? Cái chiều bất đẳng thức là giữ nguyên. Nhá, khi lũy thừa mũ lẻ nên là cái chiều bất đẳng thức của ta là giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Đấy, 2N cộng 1 là số lẻ mà. Ví dụ như là mũ 3, mũ 5, mũ 7. Đó. Mũ 3, mũ 5, mũ 7. Ở đây thì thầy cần một điều kiện thôi, đó là N của thầy thuộc N sao. Đấy, để thầy xét các số dương thôi nhé, chúng ta không xét âm. Nhưng mà cũng cái trường hợp này, ví dụ thầy có A nhỏ hơn B, bây giờ thầy muốn mũ chẵn đi. Bây giờ thầy muốn mũ chẵn. Bây giờ muốn A mũ 2N mà nhỏ hơn B mũ 2N. Đấy, thì để điều này luôn đúng ấy. Thì ngoài cái việc là N thuộc N sao là hiển nhiên rồi. Đấy, thì bạn phải thêm điều kiện đó là A của mình phải là số dương. Tức là A, B, D đều dương hết các bạn nhé. Đấy, A, B, D đều dương hết thì nó mới đúng. Đấy, A, B, D đều phải dương thì nó mới đúng. Ở đây là cái tên gọi chúng ta sẽ ghi là gì? Chúng ta sẽ gọi là lũy thừa hai vế của bất đẳng thức. Được chưa? Đấy, nhớ là khi mà lũy thừa chẵn, số mũ chẵn thì chúng ta phải nhớ là phải có điều kiện là gì? Cái cơ số của mình phải dương nhá. Thì vì chắc chắn nó đúng. Còn nó âm ấy thì bạn không thể nào dùng được cái này đâu, nghe chưa? Rồi, thế bây giờ lũy thừa được thì chúng ta cũng sẽ gọi gì? Khai căn được. Đấy, nếu mà A nhỏ hơn B. A nhỏ hơn B nhá thì tương đương này. Bây giờ mình thấy thầy lấy căn căn bậc 2 đi hoặc căn bậc chẵn, căn bậc 2 đi thì căn A với căn B thì sẽ giữ nguyên cái chiều này. Giữ nguyên cái chiều này mà nó đúng ấy. Phải với điều kiện là A phải là lớn hơn 0. A lớn hơn 0. Thực ra A lớn hơn bằng 0 là được rồi. Đấy nhá. Bạn nhớ là số này phải số 0 âm. Thì mới được phép dùng. Đấy, chứ còn em mà số đấy mà vẫn có thể. Đấy mà em đã dùng này thì là hỏng. Bạn nhá. Đấy, nhớ số đấy là số là gì? Lớn hơn 0. Hoặc lớn bằng 0 cũng được. Còn trường hợp mà mũ lẻ. Mũ lẻ thì không cần điều kiện. Ví dụ là mũ 3. Thì lại không cần điều kiện gì cả. Chắc chắn nó đúng luôn. À, nhưng mà đây mình sẽ hiểu mình đây là khai căn hai vế của cái bất đẳng thức nha. Đấy, nhớ là thằng trên cần điều kiện, thằng dưới thì không. Đây thì kẻ ra để tách ra, không lại nhầm hai thằng này vào nhau. Đấy, tên gọi thì mình xếp cùng một loại thôi mà. Đấy, thằng bên này là cần điều kiện các em nhá. Đấy, đó là gì? A phải dương, A dương nên A B đều dương cả. Đấy, thì đây là hai cái phần đầu tiên của nó, là về định nghĩa và tính chất. Yeah, định nghĩa và tính chất của bất đẳng thức. Nào, những ai ghi xong hết thì cái bảng này vào vở rồi giơ tay thì xem nào. À, những ai ghi xong thì giơ tay. À, bây giờ thầy xong phần thứ ba. Kia thầy phần ba nhỏ. Một số cái bất đẳng thức thường gặp. Nha, một số bất đẳng thức thường gặp. À, bây giờ mình sẽ đi mình nêu ra một số cái bất đẳng thức. Đấy, phổ biến với chúng ta hay gặp ở đây nhá. Kia thầy phần A. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối. Bất đẳng thức trị tuyệt đối đấy. Nào,
thì sẽ có một số bất ổn thức sau đây nha, các bạn ghi vào vở này. Cái thứ nhất, anh nhớ thầy này, một cái x, số x hay là bất cứ biểu thức gì nha, luôn luôn nhỏ hơn bằng trị đối của nó và luôn lớn bằng là gì, trừ trị đối của nó. Đây là cái đầu tiên, với mọi số thuộc x hay với mọi x thuộc r. Cái thứ hai, trị đối của x thì lúc nào cũng lớn bằng không, đúng không? Đấy, như bên trên nhá, trị đối x lúc nào cũng lớn bằng x. Đấy, thì thầy tách nó ra, và trị đối của x thì lúc nào cũng lớn hơn là bằng trừ x với mọi x thuộc r. Cái thứ ba này, nếu bạn gặp trường hợp là trị đối của x, đã trị đối của x nhá, mà nhỏ hơn bằng số a. Đấy. Chắc chắn là đây là với đây, số a này của mình phải là số lớn bằng không rồi. Chứ không điều này đều vô lý đúng không? Như vậy nó sẽ tương đương là bạn sẽ kẹp với con x này giữa hai cái số là trừ a và a. Trừ a nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng a. Đấy, còn nếu trường hợp mà trị đối x mà lớn hơn là bằng a. Lớn bằng a. Hiển nhiên là số a này lớn bằng không nhá. Chứ còn nếu ở âm thì nó là điều luôn đúng. Bạn sẽ tương đương bạn ra hai trường hợp, hoặc là x lớn bằng a, hoặc là x sẽ nhỏ hơn là bằng trừ a. Đó. Rồi, bạn có thêm một cái nữa. Trị đối của a cộng b sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng này, trị đối a cộng với trị đối của b. Yeah. Và luôn lớn hơn hoặc bằng trị đối của a trừ trị đối của b. Nhưng mà bởi vì trường hợp này này, nó lại không biết là thằng a với thằng b trị đối thằng nào to hơn, nên thì đặt thêm lần trị đối nữa bên ngoài nhá. Yeah. Nói chung là cứ lấy là trị đối thằng to hơn thì thằng bé hơn. Đấy, nên đặt thêm lần trị đối nữa bên ngoài cho nó chắc, thì nó sẽ mà bất ổn thức này nó sẽ chính xác hơn, chuẩn hơn. Thì đây là một số cái bất ổn thức về trị tuyệt đối. Đấy, các em ghi vào vở. Sang cái phần thứ hai, b nhỏ. Chúng ta nói về bất đẳng thức Cauchy. Đấy, sách mình thì viết Cauchy này. Nhưng mà nếu mà tìm tài liệu nước ngoài ấy, thì nó sẽ ghi là như thế này. Cauchy. Hay là em có thể tìm bất đẳng thức là A. Nhá. Đấy, hoặc là tìm AMGGM cũng là nó. Đấy, còn trong sách thì mình ghi là Cauchy. Đọc với nhau là Cauchy nhá. Nào, thế bất ẩn thức Cauchy là như nào? À, ngoài ra nó còn tên gọi nó là bất ẩn thức liên hệ giữa trung bình cộng và trung bình nhân nhá. Trung bình cộng và trung bình nhân. Rồi, thế bất ẩn thức gốc của mình là như này nhá. Bất ẩn thức gốc của mình là như này, ghi là định lý định được. Đấy, đó là với hai số AB không âm, AB không âm. Đấy, thì ta có trung bình cộng của hai số luôn lớn hơn bằng trung bình nhân của nó. Trung bình nhân chính là căn bậc 2 các bạn nhé. Nhân vào lấy căn bậc 2. Đấy, thì đây là một dạng của nó. Đấy, đây là một dạng của nó. Thế theo từ cái này, nhưng mà cái này thì mình lại không hay phổ biến nhất cái này, mà lại mình viết thành cái dạng này. Đó là gì? A cộng B sẽ lớn bằng là 2 căn AB. Tức là mình tích chéo lên thôi. Vì ở đây toàn số không âm mà. Tích chéo thoải mái. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể là gì? Biến đổi thêm một cái nữa, đó là gì? Cũng từ cái này. Nhưng mà tôi lại gì? Tôi quyết định là tôi bình phương hai vế lên. Đấy, tôi bình phương hai vế lên thì tôi ra như này. Tức là gì? A cộng B tất cả bình. A cộng B trên 2 tất cả bình nhá. Sẽ lớn hơn hoặc bằng là AB. Được không? Đấy, còn nếu mà chỗ này mà còn biến đổi nữa thì thành cái gì? Em có thể biết thành là gì đấy? A cộng B tất cả bình trên 4 lớn bằng AB, hay là mình thích nhân chéo lần nữa là gì đấy? Đó là gì đấy? A cộng B tất cả bình lớn bằng là 4AB. Nói chung là rất nhiều dạng. Thì các bạn chủ yếu nhớ cho thầy là gì? Đấy, chủ yếu nhớ là mấy cái dạng trên. Đấy, cùng lắm mà nhớ thêm cái này thôi. Đấy, nhớ ba cái này là chính. Và đã là bất ẩn thức Cauchy thì bạn phải có thêm một cái nữa là dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi. Ở đây là hai số này bằng nhau, tức là A bằng B. Đấy, dấu bằng xảy ra khi A bằng B. Ok chưa? Đây là Cauchy hai số các bạn nhé. Đấy, Cauchy hai số.
Rồi, thế bây giờ nếu mà cosi 3 số thì như nào? Đấy, ví dụ áp dụng cosi nhưng với 3 số. Cosi 3 số. Tất nhiên là đã dùng cosi là các số đấy phải không âm các em nhá. Đấy, A, B, C mà đều lớn bằng 0. Không âm. Thì em sẽ có điều sau đây. Em cũng có trung bình cộng. Đấy, thì mình cũng có trung bình cộng là A cộng B cộng C tất cả trên 3. Sẽ lớn bằng trung bình nhân là gì? A nhân B nhân C, lúc này không căn bậc 2 nữa mà căn bậc 3. Được chưa? Hay là suy ra dạng là gì? A cộng B cộng C sẽ lớn bằng là 3 căn bậc 3 của ABC. Đấy, thì cứ nhớ nhá, cái phát biểu của thằng này nó rất là đơn giản thôi, mình cứ bảo là trung bình cộng lớn trung bình nhân. Thì bao nhiêu số thì nó sẽ là cái số tương ứng ở đấy. Được chưa? Đây là cosi 3 số và dấu bằng xảy ra ở đây. Dấu bằng xảy ra cũng xảy ra khi các số này bằng nhau, tức là A bằng B bằng C. Được chưa? Đấy. Trên là cosi 2 số, dưới là cosi 3 số. Nhưng đây chỉ ra đây chỉ là lý thuyết thôi. Còn áp dụng thực tế thì nó lại đâu có dễ dàng như này, đúng không? Đấy. Áp dụng thực tế mà nó dễ như này thì ai mà chả làm được bài. Đấy, thì đây là cosi mà mở rộng ra cosi n số cũng được các bạn nhé. Đấy, còn nếu bây giờ thầy ghi nốt cái nữa là mở rộng ra trường hợp là n số. Đây, cosi n số. Đấy, và tất cả các số đấy đều khỏi không âm các em nhá. Tức là thầy có A1 này, A2, vân vân cho đến AN thì đều lớn bằng 0 hết. Lúc này ta sẽ có là gì? A1 cộng A2 vân vân cộng AN tất cả chia cho N. Đấy, trung bình cộng lại lớn bằng trung bình nhân là gì? A1 nhân A2 nhân vân vân nhân AN trong căn bậc N. Đấy thì đây là gì? Cosi nhưng áp dụng cho N số. Và chắc chắn một điều là bạn luôn luôn nhớ là nó phải có điều kiện là bọn này là gì? Các số không âm. Nếu mà quên cái này là không được. Được chưa? Tối thiểu là phải không âm. Còn nếu mà bọn nó mà dương thì quá tuyệt vời. Được chưa? Dương thì tuyệt vời quá rồi. À, dấu bằng xảy ra khi tất cả bọn này bằng nhau. Dấu bằng xảy ra. Đấy, khi tất cả những số này bằng nhau, tức là A1 bằng A2 bằng vân vân bằng đến AN. Đấy là cosi N số với các bạn nhá. Cosi N số. Ok. Rồi, thế đấy là thứ cái phần thứ hai là bất đẳng thức cosi. Thế thầy sang cái C. Chúng ta nói thêm bất đẳng thức là bất đẳng thức Bunyakovsky. Hay mình gọi hay gọi tắt là Bunya đấy. Bunyakovsky. À, bất đẳng thức Bunyakovsky. Cái này thì không, trong sách nó không có. Trong sách nó không có. Tuy nhiên là thực ra là với trong quá trình mình học thì thực ra người ta có thể châm trước cho mình để mình dùng. Đấy, như thầy nói đấy, là bất đẳng thức này bản chất là chúng ta khi dùng thì phải chứng minh. Nên, tuy nhiên thực ra là bất đẳng thức này ai cũng biết. Ai cũng biết, nên là trong quá trình làm bài thì các bạn có thể châm trước. Không chứng minh không sao cả. Được chưa? Nào bây giờ áp dụng này. Bunya sẽ viết như thế này, dạng của nó như sau. Các bạn có ví dụ thầy có các cái số ở đây thì lại số này tùy các bạn nhá. Số ở đây tùy, không hiển điều kiện là không âm gì hết. Ví dụ bạn có nhá. Ví dụ thầy lấy ví dụ đơn giản đi. Chẳng hạn là 4 số đi. A nhân M cộng B nhân N. Được chưa? Tất cả bình. Đó. Sẽ nhỏ hơn hoặc bằng A bình cộng B bình nhân với M bình cộng N bình. Em nhìn nó thành chia thành nhóm nhá. A này với B này. M với N này. Ok chưa? Đấy, dấu bằng xảy ra. Thằng này nhá, dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là gì? A trên M bằng B trên N. Đấy là trường hợp mà áp dụng ít số thôi, tức là có hai cặp số. Đây là trường hợp mà nhiều đi. Ví dụ mà nhiều, ví dụ thầy có là A1 B1 cộng A2 B2 cộng vân 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 cộng đến AN BN tất cả bình sẽ nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy chưa? A1 bình tổng bình phương tất cả những thằng đầu tiên nhá, A2 bình vân vân cộng đến AN bình nhân với B1 bình
cộng B2 bình cộng vân vân cộng với BN bình. Dấu bằng xảy ra nhá. Dấu bằng xảy ra. Khi gì khi đang đổi lại tên đấy nhá. A1 trên B1 bằng A2 trên B2 bằng vân vân bằng AN trên BN. Dạ ok chưa? Nào, đóng khung cho thầy cái dạng của bất đẳng thức này vào nhá. Thường thì thực ra mình chỉ dùng Boolean với lại hai cặp số, ba cặp số là thôi chứ mình không mấy khi mình dùng nhiều lắm đâu các bạn ạ. Nha, đa phần chỉ dùng đến thầy thấy chỉ dùng đến ba cặp là nhiều, tức là 6 số tất cả. Chứ không có nhiều hơn đâu các em nhá. Đây là Boolean. Và nếu cái này bạn muốn đưa ra hệ quả thì bạn có thể khai căn cả hai vế, nhưng nhớ khai căn thì cái bình phương và khai căn phải lấy trị tuyệt đối các em nhé. Đấy thì thôi thì không viết cái dạng này nữa. Đấy, có thể viết là AXBY chẳng hạn. Đấy thì đây là các bất đẳng thức cơ bản các bạn hay gặp. Đấy, đầu tiên là bất đẳng thức trị tuyệt đối này, Cauchy này, Boolean này. Đấy, nói chung các em thành thạo được hai cái Cauchy Boolean là một điều rất là tuyệt vời rồi. Những ai ghi xong đây giơ tay cho thầy nào. Ghi phần B bài tập. B này. Bài tập. Thì chúng ta sẽ vào các cái dạng bài. Được chưa? Dạng 1. Ghi cho thầy này, dạng 1. Hay dạng đầu tiên nhá, là chứng minh bất đẳng thức. Nhưng mà chúng ta lại sử dụng cái phép biến đổi tương đương. Nhá, chứng minh bất đẳng thức sử dụng phép biến đổi tương đương. Tức là chưa cần dùng gì đến những cái bất đẳng thức mà chúng ta nói ở kia. Nhá. Thì đơn giản là dùng phép đổi tương đương thôi. Thì cái phương pháp này chúng ta bảo gì? Là hãy biến đổi nó sẽ ra đều luôn đúng đúng không? Đấy, cứ ra đều luôn đúng thì là được. Nào, bài số 1. Chứng minh. Căn của 1 chứa x cộng với căn của x cộng 2. Đấy sẽ nhỏ hơn bằng là căn 6. Chưa? Với mọi x thuộc đoạn từ trừ 2 cho đến 1. Hay nói khác là gì? Trừ 2 nhỏ x nhỏ hơn 1 đấy. Cái điều kiện này sẽ làm cho cái hai căn kia nó xác định. Đúng nào? Đấy, chúng ta không thể là thiếu điều kiện được. Rồi, bây giờ cái này mới biến đổi tương đương thì làm thế nào? Biến đổi tương đương thì ta để nhận xét thế này nha. Ta thấy này, về trái hai căn cộng vào nhau. Về trái không không âm. Về phải là căn 6 cũng không âm. Bình phương hai vế lên. Được không? Nha, thì rõ ràng với điều kiện kia. Nào ghi này, với x thuộc vào đoạn từ trừ 2 cho đến 1. Đấy, thì ta có. Đến đây mình chép lại cái này đấy nhá. À, bây giờ biến đổi tương đương này. Nhỏ hơn bằng căn 6 đã. Nhỏ hơn bằng căn 6. Sau đó tương đương, bạn bình phương 2 vế lên. Vế trái bình phương này là 1 chứa x này. A bình này. Cộng B bình này. Sau đó cộng với 2 lần căn của 1 chứa x. Nhân x cộng 2. Được chưa? Đấy, và nhỏ hơn bằng là bên trái bình lên là bằng 6. Thì x với chứa x này hết này em này. Chứa x với x này hết này. Vậy nó chỉ còn là 3 thôi. 3 cộng 2 lần căn của 1 chứa x nhân x cộng 2. Nhỏ hơn bằng 6. Sau đó rút gọn 3 đi nhá. Thì thành là 2 lần căn 1 chứa x nhân x cộng 2. Nhỏ hơn bằng mấy đây? 6 chứa 3 là còn 3. Đúng không? Là còn 3 thôi. Sau đấy đến đây để lại thấy là về trái là 2 lần căn là cũng không âm. Về phải là số 3 cũng không âm. Tôi bình tiếp lên. Tôi bình tiếp lên thành là 4 nhân với 1 chữ x nhân x cộng 2 sẽ nhỏ hơn bằng 9. À, nhân tung ra xem ra gì. Trong này ra gì đây? Để x này cộng 2 này trừ x bình này trừ 2 x này nhỏ hơn bằng 9. Cái này bao nhiêu đây? Vậy là trừ 4x bình này. X trừ 2x là còn trừ x này. Vậy là trừ 4x
cộng 2 nhỏ hơn bằng 9. Nếu tôi chuyển vế sang bên tay phải đi, thì ra là 4x bình cộng 4x. 4x bình cộng 4x. À đâu, cái này là 8, sorry các bạn, đây là 8. 4 cộng 4x cộng 1 lớn bằng 0. À, và 4x bình của 4x cộng 1 nó chính hẳn là thức các bạn ạ. 2x cộng 1 tất cả bình lớn bằng 0 thì điều này thấy là gì? Luôn đúng. Đúng không? Mà điều cuối cùng luôn đúng thì dẫn đến là gì? Bất đẳng thức được chứng minh. Vậy đấy là 1 trừ x căn của 1 trừ x này cộng với căn của x cộng 2 sẽ nhỏ hơn bằng là căn 6. Được chưa nào? Nhá. Thì đây là cách này sử dụng bất đẳng thức, à dùng biến đổi tương đương. Nhá. Và chốt lại là biến đổi tương đương muốn được thì đến dòng cuối phải ra là gì? Một điều luôn đúng. Đấy, em cứ làm sao biến đổi ra kiểu gì nó cứ ra phát cuối là ra luôn đúng, thì cái cuối mà đúng thì cái đầu đúng. Bài này thì thầy có thể mở rộng một chút cho các bạn này, thầy dùng cái phương pháp khác vào đây. Nhìn này, nhìn sang đây nhá. Đấy, bài này thầy có thể dùng bất đẳng thức Bunyakovsky nha, thầy áp dụng cái bất đẳng thức Bunya. Đấy, mình sẽ có gì đây? Cái căn của 1 trừ x này cộng với căn của x cộng 2 á, thì thầy, các bạn tư duy giúp thầy là trước này là thầy có là số 1 nhân với 2 thằng này. Hình dung không nhỉ? Đấy, ax này, a nhân x này, hoặc là a nhân x cộng b nhân y này. Bây giờ thầy lấy bình phương đi, sẽ nhỏ hơn bằng là a bình là 1 bình, b bình là 1 bình tiếp không? Nhân với thằng căn kia bình lên là mất căn, căn bình lên là mất đi. Đấy, và phát hiện ra là gì? X với trừ x là nó hết. Vậy cái bên này thực ra là nhỏ hơn bằng mấy? À, chỗ này là 2 này. 2 nhân 3 là bằng 6. Bình phương nhỏ hơn bằng 6 mà thằng bên trong này hiển nhiên là thằng này dương các bạn ạ. Thằng bên trong này nó dương đấy. Nên dẫn đến là gì? Nó sẽ nhỏ hơn bằng căn 6. Đấy là căn của 1 trừ x cộng với căn của x cộng 2 nhỏ hơn bằng là căn 6, hai căn cả hai vế ra. Đó. Thế tuy nhiên là đây lại dùng Bunya, đúng không? Đấy, dùng Bunya. Đấy thì đây coi như là một cái cách khác cho các bạn nhá. Đấy, cách khác. Ghi cả vở đi. À, có một cái lợi thế là khi các bạn biết bất đẳng thức ấy, ví dụ là Cauchy Bunya ấy, thì khi các bạn làm những câu trắc nghiệm, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thấy chưa? Biến đổi tương đương thì nó sẽ phù hợp với những bài làm tự luận. Thế nhưng mà nếu mà làm trắc nghiệm thì biết bất đẳng thức làm sẽ rất nhanh, tiết kiệm thời gian rất nhiều. Nào, bây giờ mà tương tự nhá, các bạn. Thực ra không tương tự lắm, nhưng mà về phương pháp là tương tự. Các bạn áp dụng cho thầy, chứng minh cho thầy cái bất đẳng thức sau. Nào, áp dụng. Chứng minh với mọi cái số thực AB, AB thuộc R thì ta có A bình cộng B bình cộng 2 sẽ lớn bằng là 2 lần A cộng B. Nào, mời các bạn chứng minh giúp thầy nào. Dùng với biến đổi tương đương nhá. Câu này chúng ta có chuyển vế sang chuyển hai bất đẳng thức, à chuyển hai bình phương đúng không? A trừ một tất cả bình với B trừ một tất cả bình lớn bằng không thì giờ là luôn đúng. Đấy, mà điều cuối luôn đúng dẫn đến điều đó luôn đúng. Đây là cái hướng xử lý thôi. Bài số 2 thầy này. Cho là x, y, z các số thực này. Rồi. Bình. À, câu A này. X bình cộng y bình cộng z bình sẽ lớn bằng x, y cộng y, z cộng z, x. Nào. Suy nghĩ thầy nào. Xem là thầy cần hướng nhá. Thầy vẫn muốn đổi tương đương. Nhưng mà theo bạn thì câu này làm thế nào? Đấy, theo các bạn thì câu này cái hướng xử lý là ai đã từng gặp câu này ở lớp rồi hoặc gặp ở đâu đó rồi, đưa tay cho thầy một cái phương án này. Thầy khẳng định câu này mới đổi tương đương là ra tí là xong luôn, độ 3-4 dòng thôi là xong rồi.
bạn xem thầy câu này cách xử lý đấy, thì ai biết cách xử lý câu này giơ tay chứ thầy. Biết không? Toàn Linh à? Câu này làm nào Linh? Nó thầy là nhân nhân 2 với 2 ạ. À, nhân 2 với 2. Rồi ok. Cứ làm, cứ bắt tay làm trước đã. Cái thành là 2 x bình cộng 2 y bình 2 z bình lớn bằng là 2 x y 2 y z 2 z x. Làm tiếp thế nào Linh nhỉ? Nó thầy là tương đương với x bình trừ 2 x y cộng y bình. Ừ. Tức là mình sẽ tách cái x bình ra làm hai thằng, y bình cũng thế và z bình cũng thế đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi ok, đồng ý. Z bình này cộng 2 zx trừ 2 z zx. Rồi các bạn, đây là trừ nha. Và cộng với x bình lớn bằng 0. Chuyển hết sang đây rồi mà, bạn kiểm lại nhá. X bình này, có y bình đây. X bình đây đủ 2 x bình chưa? Y bình cũng 2 y bình nhá, z bình cũng thế. Trừ 2 y thì bên này chuyển sang này, trừ 2 y z này, trừ 2 zx này, đủ hết rồi nhá. Đến đây thì mình sẽ thấy nó ra ba cái bình phương. X trừ y tất cả bình cộng với y trừ z tất cả bình cộng với z trừ x tất cả bình lớn bằng 0. Đây cũng luôn đúng. Đúng không? Tổng bình phương của các bình phương là tổng các bình phương hiển nhiên là lớn bằng 0 rồi. Đúng rồi nhá. Ờ ok thì vậy, kết luận ban đầu thôi, vậy. X bình cộng y bình cộng z bình sẽ lớn bằng là gì? Xy cộng yz zx. Đấy, câu này nếu mà xyz mà là câu này hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng bất thức cosi cũng được. Đấy, cosi 3 lần cosi xong là cộng vế và chia 2 nó cũng ra này thôi. Đấy, nhưng mà biết là tương đương là tội gì của cosi làm gì đúng không? Rồi nhá, xong câu A. Xong câu A nào, với câu B các bạn giúp thầy với. Nào, hỗ trợ thầy câu B với. Câu B của thầy như sau, chứng minh này. X bình cộng y bình cộng 1 sẽ lớn bằng là xy cộng x cộng y. Nào, chứng minh giúp thầy câu B. Coi như là câu B là câu áp dụng nhá. Hai đi em. Rồi nhá, câu này cũng là phương pháp là nhân 2 thôi. Nhân 2 và đưa về tổng của ba cái bình phương lớn bằng 0. Ta cho thầy cái câu số 3 này. Bài 3. Bài 3. Chứng minh. Đấy, bất luận thức này. Câu A này. Thì có là A mũ 3 cộng B mũ 3 sẽ lớn bằng là AB nhân với A cộng B. Nha, với thì cho AB của thầy là các số lớn bằng 0. AB của thầy lớn bằng 0. Đó. Nào, các em xem cho thầy xem là câu này xử lý kiểu gì. Cho các thanh niên 5 phút nha. 5 phút suy nghĩ để viết vào vở xem là cái hướng đi của mình là gì. Vẫn là biến đổi tương đương nha, thầy chưa dùng bất đẳng thức gì ở đây đâu. Đấy là có hai bạn gửi lên thì thực ra cái hướng triển khai đấy của các em nó đúng rồi, nó đúng nha, khẳng định là nó đúng. Tuy nhiên các bạn làm nó không có chặt. Nhìn này, đây thì viết A cộng B lên trước đi nhân với AB nhá. Thế nhưng mà bạn hình dung là làm sao mà được phép chia cho hai vế cho A cộng B ở các em? A và B đây lớn bằng 0 thì A cộng B là lớn hơn hoặc bằng 0. Vẫn có số bằng mà. Bạn có số bằng mà. Nhớ này. Khi chia của đẳng thức nhá hay bất đẳng thức cho cái gì thì cái đấy chắc chắn phải khác 0. Bạn nhá. Nếu mà có số bằng không được chia. Vậy ở đây chúng ta không có chia, chúng ta chuyển vế sang bên đây. Chuyển hết sang đây đặt A cộng B là nhân tử chung. Trong là A bình này, vậy trừ thêm là thành là trừ 2AB. B bình lớn bằng 0. Em sửa lại thầy đi. Viết như thế các em chắc chắn bị trừ điểm, thậm chí có bị gạch luôn đấy. A trừ B tất cả bình lớn bằng 0. Thì điều này luôn đúng. Bởi vì sao? Bởi vì A lớn bằng 0, B lớn bằng 0 nên là cái gì? Cái tổng này lớn bằng 0 rồi. Còn cái này hiển nhiên là bình phương lớn bằng 0 quá là gì nữa. Cái này luôn đúng nhá. Luôn đúng. Đấy, và kết luận thôi vậy. A mũ 3 cộng B mũ 3 lớn bằng là AB nhân A cộng B với mọi là AB lớn hơn bằng 0. Được chưa?
nha, rút rút kinh nghiệm cho thầy chỗ đấy nha. Nhớ là khi chia hay nhân đấy thì đối tượng em nhân hay chia vào hai vế chắc chắn là phải khác không. Đấy, cái thằng này vẫn bằng không được mà, thằng này là có thể bằng không được, không được phép nhân hoặc chia. Câu thứ hai này, a mũ 4 cộng b mũ 4 sẽ lớn bằng là a mũ 3 b cộng a b mũ 3 với mọi a b là số thực thôi. Ok rồi. Nào, suy nghĩ triển khai thầy câu này, này. Câu này thì tương tự ở bài trên các bạn nhé. Các bạn chuyển vế sang cho thầy. Đây, bạn nào chưa được thì chúng ta nhé. Bạn nhóm với thầy cái a mũ 4 này trừ đi a mũ 3b vào với nhau. Xong cộng với b mũ 4 trừ đi a b mũ 3 vào với nhau. Lớn bằng 0. Thì thằng đầu tiên đặt được a trừ b này. A là đặt từ a mũ 3 ra ngoài này. Xong là a trừ b trừ đi. Đây đặt d mũ 3 ra thì trong cũng là a trừ b. Đấy, xong đấy mình thấy là a trừ b chung, đúng không? Thì trong là gì? A mũ 3 trừ b mũ 3. Đấy, các bạn hoàn thành thức một lần nữa chỗ này. Đấy, thì sau khi làm ra mình sẽ ra là a trừ b tất cả bình nhân với lại a bình cộng a b cộng b bình. Thì các bạn các thầy các bạn nên lý luận cho cái này nó lớn bằng không này, nên lý luận này lớn bằng không đi thì nó sẽ chặt chẽ hơn. Hoặc em có thể viết thêm bước nữa như bạn bạn Linh á, bạn viết thành như này. Cái này thành là gì? A cộng với B trên 2 tất cả bình này. Xong cộng với 3B bình trên 4. Đấy thì nó rằng nó là gì? Hai cái bình phương thì nó sẽ lớn bằng 0 thì đều luôn đúng. Đấy, như vậy này nó sẽ ok hơn, chặt chẽ hơn nhận nhá. Rồi, đấy là bài bài số 3. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sang thầy bài tiếp theo nè, bài số 4. Bài số 4. Nốt bài này chúng ta sẽ chuyển sang cái phương pháp là sang những cái bài sử dụng bất đẳng thức. Như này, cho x, y, z này. Đấy, là các số thực này. Thực dương. Đấy, x, y, z lớn không? Và thỏa mãn. Là 1 trên x, 1 trên z thì bằng 2 trên y. Chứng minh rằng, nào, chứng minh điều sau đây nhé. X cộng y trên này 2x trừ y cộng y cộng z trên 2z trừ đi y lớn hơn là bằng 4. Rồi, các em suy nghĩ cho thầy nào. Suy nghĩ cho thầy 5 phút đi câu này. Nào, các bạn quan sát đây này. Giờ đây đi thầy xử lý cái bài toán này. Đầu tiên là thầy xử lý cái thông tin giả thiết đã. Thì bài đã cho này là 1 trên x cộng 1 trên z thì bằng 2 trên y. Tương đương là gì đây? Thầy quy đồng ở bên trái lên thành là x cộng z trên x nhân z thì bằng 2 trên y. Đấy, từ đây nếu mà thầy muốn rút y ra, thầy muốn rút y ra thì y của thầy sẽ bằng là gì đây? 2xz trên x cộng z. Rồi, thì tuy nhiên trong đề bài, trong những cái tử này này, trong những cái tử với cái mẫu này nó đã đều nhìn nó đều có lượng có y ở đây này, thì thầy sẽ dùng cách thì thế cái y vào đây. Đấy, chỉ để đưa về chỉ có chứa x và z thôi. Được chưa? Giờ thầy sẽ biến đổi cái thầy đánh ở đây là cái này là sao. Thì đúng là sao của ta nó sẽ tương đương. Sao tương đương nhá. X cộng y nào. Vậy thì là x cộng với 2xz trên x cộng z này. Tất cả lại trên này 2x trừ y là trừ đi 2xz trên x cộng z. Y cộng z thì thành là gì? 2xz trên x cộng z cộng với z nữa. Trên 2z trừ đi y là trừ 2xz trên x cộng z lớn bằng 4. Nào bây giờ mình đi mình quy đồng nhá. Trên tử mà quy đồng lên thành rằng cái gì đây? X bình này cộng với xz tức là x bình cộng với 3xz trên x cộng z. Lấy mẫu thì là 2x bình này cộng với 2xz
Rồi, trừ 2xz đi thì lúc này nó chỉ còn mỗi 2x bình thôi. 2x bình trên x cộng z. Bên này nào. Thằng thứ nhất xong nhá, thằng thứ hai này quy đồng lên thì có 2xz, vậy là 3xz cộng với z bình. Hay viết là z bình cộng 3xz trên x cộng z. Cái này thì thành là 2xz này, trừ 2xz là hết. Có 2z bình trên x cộng z lớn bằng 4. Thì bạn nhìn tất cả bọn này đều chung mẫu x cộng z không? Mẫu này nó hết. Đấy, mẫu này nó hết. Khi chia nhau nó hết mẫu đi mà. Vậy tương đương mình ra gọn hơn rồi này. Đấy, ví dụ tử thì đặt được x ra ngoài đi. Chung trong là x cộng với 3z. Giờ dưới mẫu sẽ là gì đấy? 2x bình. Cái này thì thầy đặt z ra. Trong là z cộng 3x. Dưới mẫu là đặt là dưới mẫu là 2z bình lớn bằng 4. Ở đây thì đề bài cho x, y, z là lớn hơn không. Nên chỗ này hoàn toàn thầy có thể triệt tiêu bớt đi. À, ví dụ như cái thằng thứ nhất thầy triệt tiêu bớt là x đi. Thì còn là x cộng 3z trên là 2x. Đúng không? Trên 2x cộng với z cộng 3x trên 2z thì lớn bằng 4. Được chưa? Chúng ta đến đây chúng ta có thể là đi chúng ta quy đồng lên. Bạn quy đồng lên. Quy đồng mà khử mẫu đi là được đó. Quy đồng lên bên này bao nhiêu nhỉ? Vậy thì thầy sẽ chuyển con 2 thành nhân sang bên đây nhá. Thì x cộng 3z để cho nó số nó sẽ bé đi. Trên x thôi. Và cộng với z cộng 3x trên z sẽ lớn bằng 8. Tức là thầy lại chuyển con 2 lên trên bên nhân với thằng 4. Quy đồng lên lúc này thành là gì đây? Xz cộng với 3z bình. Đúng không? Cộng với xz cộng với 3x bình trên xz lớn hơn là bằng 8. Vậy tương đương là gì đây? 3x bình cộng 3z bình cộng với 2xz nhân chéo lên nhá. Bởi vì đây là mẫu nó dương rồi nên mình được phép nhân chéo lên lớn bằng 8xz. Tương đương này, vậy là 3x bình cộng 3z bình chuyển sang thành là trừ đi 6xz. À. Chia 3 cho thầy đi. Chia 3 thầy ra hẳn học thức đấy bạn. X bình trừ đi 2xz cộng với z bình lớn bằng 0. Thì tương đương có phải ra là x trừ z tất cả bình lớn bằng 0 là luôn đúng không? Đấy, khi nó luôn đúng rồi thì suy ra cái cần phải chứng minh rồi đấy. Suy ra cái lúc đầu đúng. Đấy, suy ra được phải chứng minh. Đấy. Thì câu này nó phức tạp hơn những câu vừa nãy chúng ta làm. Đấy, nó cho thêm giả thiết lúc đầu ấy này. Đấy, các bạn lưu ý nha, tập trung vào đấy. Không phải tự dưng người ta cho cái đấy cho vui đâu, đúng không? Cho là có mục đích cả. Đấy, các em chữa thầy cái câu, cái bài số 4 đi vào. Nào, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái dạng thứ hai cho thầy nhá. Sang dạng thứ hai về bất đẳng thức này. Dạng 2. Đó là mình sẽ đi mình chứng minh bất đẳng thức. Mà nhưng mà mình sử dụng các cái bất đẳng thức này đã được công nhận. Ví dụ như là mình sử dụng Cauchy này, sử dụng Bunia này, nha vân vân. Đấy thì đây là cái dạng 2 của mình. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ cụ thể luôn này. Bài số 1. Thầy cho AB là các cái số dương. Chứng minh. Câu A này. A cộng B nhân với lại 1 trên A cộng 1 trên B sẽ lớn bằng hơn là bằng 4. Thì bây giờ thầy sẽ làm luôn. Em quan sát. Vừa nghe vừa ghi nhá. Ở đây thầy sẽ áp dụng luôn bất đẳng thức Cauchy. Nhớ là Cauchy chỉ áp dụng ra số không âm nhá. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Đấy, thì ta được. Nào, AB dương thì A cộng B nó sẽ lớn hơn là bằng, có phải 2 căn AB không? Đấy, còn 1 trên A cộng 1 trên B sẽ lớn bằng là 2, nhưng mà nhân với lại căn của hai thằng này thì nó phải ra là gì? Mình sẽ ghi là 2 trên căn AB. Đúng nào? Đấy, 2 trên căn AB. Và vì do AB dương nên là bọn này cũng lớn không hết các bạn nhé. Lớn không hết. Như thầy nói rồi, chúng ta chỉ đối với việc là mình nhân vào ấy, mình nhân vào thì chúng ta nhớ là các đối tượng mình nhân phải dương hết.
Thì từ đây do nó dương hẳn nên đến là suy ra là gì? A cộng B nhân với lại gì? 1 trên A cộng 1 trên B sẽ lớn hơn hoặc bằng là gì đấy? 2 căn AB nhân với lại 2 trên căn AB. Thì căn AB hết không? Thì cái này bằng 4. Đó, cái này bằng 4. Tức là điều phải chứng minh. Hay suy ra là gì đấy? A cộng B nhân với 1 trên A cộng 1 trên B sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Đấy, điều phải chứng minh. Đấy, thì cái câu này chuẩn nhất nên chúng ta phải thêm phần dấu bằng nữa. Nhá, và đây thì thầy nói nhanh cái này thôi. À, câu B. Dấu bằng xảy ra là đây chắc chắn khi A bằng bằng B rồi. Câu thứ hai câu B này. A bình cộng B bình cộng với 1 trên A cộng 1 trên B sẽ lớn bằng là 2 lần của căn A cộng căn B. Nhà vẫn điều kiện là AB dương. Được chưa? Thế nhưng mà bây giờ thì áp dụng Cauchy thế nào để nó ra được căn A với căn B bây giờ? Đấy, thì thầy nghĩ à, lúc này thầy áp dụng như sau, thầy áp dụng Cauchy cho hai thằng này. A bình với lại 1 trên A, tại sao lại nghĩ như thế? Bởi vì sao? Mình có A bình mà nhân với 1 trên A nhá, có phải ra là A không? Đấy, 2 lần căn thằng này chính là gì đấy? 2A. 2 căn A, đúng không? Đấy thì đặt yêu cầu rồi nhá. Rồi tương tự như vậy thầy áp dụng Cauchy cho hai thằng còn lại. B bình với 1 trên B nó cũng sẽ ra là 2 căn B. À, chúng ta ghi này, áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Đấy, thì ta được này. Mình sẽ có là A bình này cộng 1 trên A sẽ lớn bằng là 2 nhân với căn của A bình nhân 1 trên A không? Chính là 2 căn A. Đấy, B bình cộng 1 trên B sẽ lớn bằng là 2 căn của B bình nhân 1 trên B. Chính là 2 căn B. Sau đó em cộng vế có hai bất đẳng thức cùng chiều. Vậy lớn bằng 2 căn là 2 căn 2 tổng của căn A cộng căn B. Căn A cộng căn B. Đấy, điều phải chứng minh. Được chưa? Đấy, thì bài này là một bài rất là cơ bản nhá. Đấy. Rồi, ok. Nào, bài số 2 đi. Bài số 2. Chứng minh các cái bất đẳng thức sau. Nào, câu A của thầy nè. A trên B cộng B trên A sẽ lớn bằng 2 với mọi AB lớn bằng 0. Thì câu này mình nhìn qua mình thấy nó cơ bản rồi. Cái này chỉ cần dùng Cauchy hai số là ra luôn đúng không? Hai số nghịch đảo với nhau mà. Đấy, áp dụng cái bất đẳng thức Cauchy thì ta được này. Nhớ phải dùng là cho thằng không âm mới được nhá. À, cái này dương hẳn chứ. Sorry các bạn, dương hẳn vì AB dưới mẫu. A cộng B cộng với A trên B cộng B trên A này sẽ lớn bằng là 2 lần căn của tích hai thằng này. A nhân B nhân B, A trên B nhân B trên A. Thì cái này là bằng 2. Được chưa? Đấy, cái này bằng 2. Suy ra là A trên B cộng B trên A lớn bằng 2. Đấy, điều phải chứng minh. Câu B này. Chúng ta có là X trên 2 cộng với 18 trên X lớn hơn hoặc bằng 6 với mọi X lớn hơn 0. Đấy, chứng minh cho thầy cái này. Nhá, x trên 2 cộng 18 x lớn bằng. Cam Vi vào thầy con này nào. Tự viết vào câu này. Đấy nha, bài này áp dụng Cauchy vào này. Cauchy này. X trên 2 cộng với 18 trên x sẽ lớn bằng 2 lần căn bậc 2 của x trên 2 nhân với 18 trên x. Đúng không? Thế này là căn của 9 mà 2 nhân căn 9 thì bằng 6. Yeah. Và bài này thầy sẽ làm chuẩn nhá. Thầy làm thêm là dấu bằng xảy ra. Đấy. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi các bọn này bằng nhau. A bằng B mà. Và x trên 2 phải bằng 18 trên x.
Tương đương thì ra là x bình có phải bằng 36 không? Nhưng do x dương nên thầy tương đương ra x bằng 6. Và đương nhiên là thỏa mãn rồi. Em lưu ý này, ở đây nếu chỗ dấu bằng thầy ra này mà dạy không có dấu bằng. Nếu không có dấu bằng thì lúc đấy bạn phải vứt cái dấu bằng ở đây đi. Tức là nó phải lớn hơn hẳn 6. Hiểu ý không nhỉ? Đấy, ở đây có dấu bằng thỏa mãn mà thì được. Rồi, thế vậy thì đây kết luận là vậy. Đây là x trên 2 cộng với 18 trên x của thầy ở đây là lần này là lớn hơn bằng 6. Được chưa? Với mọi x lớn hơn không? Là câu B. Nào, bây giờ sang câu C. Sang câu C. X trên 2 cộng với 2 trên x trừ 2 lớn hơn bằng 3 với mọi x lớn hơn 2. Đấy, thì với những câu như này này, các bạn quan sát này. Với những câu này chúng ta không thể dùng cosi luôn được. Bởi vì bản chất cosi là gì? Các bạn để ý nha, tất cả trên chúng ta sẽ có đều có cái việc là mình triệt tiêu những các cái biến này đi. Đúng không? Đều triệt tiêu đi. Từ x với x hết này. Và nó chỉ sau khi cosi xong nó chỉ ra số thôi. Bây giờ lớn hơn bằng nó phải ra một số. Thế nhưng mà chỗ này mà cosi luôn thì chẳng ra cái gì cả. Đúng không nhỉ? Không ra cái gì cả. Thì nó có hai dấu hiệu để cho em gợi ý cho em này. Thứ nhất là cái điều kiện này này. Đấy, khi x lớn hơn 2 có nghĩa là người ta muốn cho gì? Tức là người ta muốn cho mình là cái x trừ 2 lớn hơn 0. Thế vậy làm sao để xuất hiện x trừ 2? Vì chắc chắn là phải dùng x trừ 2 trong bài. Thì x trừ 2 đây này. Ở đây có này này. Vậy thì trên tử này cần phải có x trừ 2 chứ. X trừ 2 đâu? Thế bây giờ phải tự biến đổi xuất hiện x trừ 2. Và cách như sau này. Này có. X trên 2 này. Cộng với 2 trên x trừ 2 này. Thì tách như sau này. Thì viết nó thành là x trừ 2 đi. X trừ 2 trên 2. Đấy, cộng với 2 trên x trừ 2. Rồi, bây giờ vào đấy bạn hình dung là ta vừa tự ta thêm cái này vào này. Ta vừa tự thêm cái trừ 2 trên 2 này vào đây. Đúng không? Vậy thì vừa tự thêm thì vậy giờ phải trừ đi. Xong thì mình phải cộng vào mình bù lại nhá. Cộng với 2 trên 2. Đấy, hay là bằng gì? X trừ 2 trên 2 này. Cộng với 2 trên x trừ 2 cộng với 1 nữa. Đấy chưa? Bây giờ sẽ lớn bằng gì? Sẽ lớn bằng là phải áp dụng cosi cho hai thằng đầu tiên. Áp dụng cosi cho hai lần đầu tiên. Đây là cosi nhá. Thì ra là gì? 2 lần căn bậc 2 của x trừ 2 trên 2 nhân với 2 trên x trừ 2 cộng với 1 ở ngoài. Đúng không? Đấy, và lớn bằng mấy đây? Cái này bên trong này hết sạch. Lớn bằng 2 cộng 1 chính là bằng 3. Mình kiểm tra dấu bằng xem có ok không nhá. Dấu bằng xảy ra. Khi và chỉ khi. Đấy, lúc này mình sẽ ra là gì đấy? X trừ 2 trên 2 bằng 2 trên x trừ 2. Hay tương đương mình ra là x trừ 2 tất cả bình bằng 4 đúng không? Và khai căn ra thì do nó dương nên là x trừ 2 bằng 2 thôi. Tương đương x bằng 4. Thì thỏa mãn rồi. Thỏa mãn x lớn 2 rồi đấy. Đấy, vậy là có dấu bằng. Đúng không? Có dấu bằng. Và nếu chỗ này mà giải mà không có x ra là mình sẽ bỏ dấu bằng cái đấy nhá. Vậy x trên 2 này cộng với 2 trên x trừ 2 sẽ lớn hơn bằng 3 với mọi x lớn hơn 2. Được chưa? Đấy, thì cái câu này là những câu sẽ có một số câu các bạn phải tự thêm bớt vào nhá các bạn nhá. Đấy, sẽ có một số câu chúng ta phải tự thêm bớt vào để mình xử lý được. Nào, ai nắm được câu này giơ tay cái nào. Các bạn ơi, các bạn nhớ giúp thầy nhá. Là hết buổi để nhớ chụp vở ghi để chụp vở gửi lên nhóm để mình chấm đấy nhá. Có điểm hẳn điểm vở ghi à, điểm vở ghi của mình đấy nhá. Thứ hai là bài về nhà lát thì gửi lên. Có file, thầy có file đề rồi. Lát thì gửi lên yêu cầu như sau nhá. Nhớ yêu cầu các bạn này là các bạn phải giải thích chi tiết. Giải thích chi tiết ra và giải thích thế thì chúng ta mới nhớ bài được. Chứ không phải là chúng ta chỉ khoanh đáp án trắc nghiệm đâu nhá. Đề thì là đề trắc nghiệm, nhưng mà ví dụ như câu nào đó là hiển nhiên, nó là lý thuyết ấy, chọn đáp án thì ghi, ví dụ là chọn A, chọn B, chọn C. Ví dụ như là cái câu 1 này này thì chọn phương án đúng của em là A chẳng hạn. Đấy, ví dụ câu 2, nhưng mà câu 2 là câu phải giải thích ra, sau đó mới chọn là gì. Hiểu ý không? Nha, làm cho nó đúng, còn
Các anh chị lưu ý lúc chấm bài thầy là bạn nào mà làm không ok, ví dụ câu cần phải giải thích và không giải thích ấy, cho không điểm câu đấy cho thầy nhá. Ok, ai xong chúng ta nghỉ nhá.